Chào các thầy cô, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cái cách cài phần mềm Sketchpad bản tiếng Việt. Link tải bản tiếng Việt thì tôi để ngay dưới phần mô tả của video, các thầy cô click vào đó để tải về và cài đặt. Thì cái phương pháp cài như sau. Đây, các thầy cô vào cái chỗ thư mục cái Sketchpad, đây là bản 5.0. Đấy, thì các thầy cô chọn cái file setup đây, file có biểu tượng có câu với cái compa này, thầy cô ấn vào đây. Đấy, các thầy cô chọn một cái chỗ đăng ký về máy tính thì ở đấy ấy, là phần mềm mình được ép sẵn rồi, các thầy cô mở ra cái file thông tin đăng ký này, mở cái này chọn name này, copy. Cô chọn đây, cô đăng ký. Đấy, như vậy là xong. Các thầy cô bây giờ có thể sử dụng cái phần mềm này được rồi. Đây là, ở đây là một cái file portable và các thầy cô chỉ việc đăng ký lại và dùng thôi. Trong cái phần tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô sử dụng cái phần mềm Sketchpad để một số tính năng cơ bản nhất dùng để dạy toán, đặc biệt là dạy môn linh học. Tôi xin giới thiệu cái chức năng thứ nhất, đó là chức năng bằng Việt. Các thầy cô chú ý vô cái tab đây. Ở đây có trong cái phần thanh công cụ phía bên trái đây, thì các thầy cô chú ý vô cái phần có cái bút này. Thì cái bút này thì giúp cho các thầy cô là có thể sử dụng toàn bộ cái trang này, những cái bảng đấy, để bảng như vậy chẳng hạn, thì tôi ấn vào đây, sau đó tôi sẽ viết thì ở đây các thầy cô có thể ấn vào đây. Đấy, tức là các thầy cô có thể viết được như một bảng. Như các thầy cô cũng có thể thay đổi màu mực. Đấy, chẳng hạn là từ đây tôi đang có mực đỏ nhưng mà tôi cần mực đen, chẳng hạn tôi có thể ấn chuột phải vào đây. Còn màu, các thầy cô có thể chọn mực đen. Và các thầy cô có thể là chọn màu khác ấy, tùy mình phải chọn màu xanh chẳng hạn. Thì đó là cái chức năng về bút viết. Thì sức mạnh của Sketchpad thì chính là vẽ hình, cho nên bây giờ tôi sẽ hướng dẫn thầy cô sử dụng một số cái công cụ vẽ hình như sau, rất là cơ bản trước cả đã. Và đầu tiên là ta chú ý vào cái bộ công cụ phía bên trái đây. À, thì cái công cụ đầu tiên này này, cái mũi tên này chính là cái lựa chọn,
Đấy, cái tức lựa chọn các cái khu vực mà cần điều chỉnh, cần xóa, cần gì đó. Đấy, cái này chẳng hạn tôi có bài tập rồi, tôi cần chọn phần này xóa, tôi ấn vào đây, tôi có thể là click cái này xóa cả. Rồi sang cái phần thứ hai là cái phần font tool. Font tool này chính là cái phần để về điểm, tôi các thấy có cái về hình mà cần phải về điểm ở trên trên cái bảng vẽ của ta đây. Đấy, chẳng hạn tôi cần về điểm, các thứ gọn vào đây, các thứ gọn này, ốp, đấy, lập tức các thứ cô sẽ có các cái điểm mình cần dùng. Công cụ tiếp theo á, là cái công cụ compass này. Cái này là các thứ cô dùng để vẽ đường tròn. Đấy, thì đường tròn các thứ cô vẽ bằng gạch thế này, các thứ cô sẽ ấn vào đây. Đấy. Trong đó các thứ gọn này, ấn thứ nhất là tâm, các thứ kéo ra thấy tròn và vừa với mình yêu cầu của mình, thì các thứ gọn thêm một lần nữa, xong các thứ có cái đường tròn cần vẽ. Đó. Cái công cụ thứ ba là cái công cụ vẽ đoạn thẳng, tia và đường thẳng. Đấy, các thứ cô sang như đây thì các thứ có thể là có tam giác bên cạnh đấy không? Thì cái công cụ nào của tam giác bên cạnh ấy, thì có nghĩa nó là đá công cụ. Trong cái chỗ này nó sẽ có nhiều cách, nhiều cái lựa chọn. Chẳng hạn như cái thứ nhất này, vạch linh này, chúng ta về đằng thẳng. Rồi chỉ việc ấn này, một, chúng ta thử kéo đi đâu đó đằng thẳng. Chẳng hạn này vô đây, à, xong, hoặc là cái thứ gọi vào đây, cái điểm mà thử chọn nó đó, kéo sang cái điểm này. Cái Sketchpad nó có một cái cực kỳ hay, đó là nó đoàn thẳng, nó có thể bắt được cái điểm cho trường. Cái tôi cho là một cái năng tuyệt vời của SketchUp đấy. À, và tôi vô chọn điểm rồi thì cần vẽ hình cho học sinh biểu diễn thì rất là dễ. À, bắt điểm chính xác luôn. À, cái công cụ thứ hai là vẽ tia. Đây, đây mũi tên này. À, tôi còn một phát đây là gốc. Còn tôi kéo hướng nào thì tia nó sẽ về hướng đó. À, tôi sẽ đây. Và công cụ cuối cùng là đường. Thẳng à, tôi cố ở chỗ nào không được à, sau đó theo xoay hướng đường thẳng à, đây à, đấy yeah. Và cái công cụ tiếp theo là công cụ vẽ đa dạng Polygon Edge Tool. Đấy. Thì cái công cụ này thì nó có rất nhiều nhé. À, nó có ba cái, một là các cái cô chỉ chọn ruột, cái chọn phần diện tích mà không chọn biên. Sang cái thứ hai là các cái cô chỉ chọn biên, biên cả biên và cả ruột, tất cả chu vi với diện tích đấy. Và công cụ cuối cùng là các cái cô chỉ chọn chặt biên. Cảnh thì ta thường nên chọn cái công cụ cuối cùng để là nó khi về là nó giống như về thực tế của ta nhất. Đấy. Cách về các thầy cô chọn vào đây, đó thầy cô ấn này, ví dụ cần về tam giác thì các cô sẽ một điểm, hai điểm, ba điểm và nhớ cái điểm cuối cùng thì các cô nhảy đúc một cái. Đấy. Còn với các thầy cô mà cần về tứ giác chẳng hạn, một điểm, hai điểm, ba điểm, một điểm và nhớ là điểm cuối cùng các thầy cô nhảy đúc. Đó, là để nó kết thúc cái việc vẽ. Thì cái này các thứ cũng có thể vẽ hình đa giác bao nhiêu cạnh bao nhiêu đỉnh đều được, cần vẽ có cả ruột cả biên, chúng ta chọn cái thứ hai này. Cần vẽ tam giác một hai nhảy đúc đỉnh chưa, đó các thứ cũng có cả. Thì trên đây là các cái công cụ vẽ hình, một là point này, hai là đường tròn này, ba là tia đường thẳng và đoạn thẳng, một là đa dạng. Thì bây giờ các thầy cô muốn xóa thì các thầy cô sẽ lên cái mục tròn lên cùng này, thầy cô chọn vào đây, rồi các thầy cô đấy, rê chuột để cần xóa thì chúng ta sau đó delete. Đấy. Các thầy cô như hoặc là chỉ cần xóa cái tia này, thầy cô chỉ vào đây. Vâng.
Thì các thầy cô nhớ là trong kết phát thì muốn làm các điều khiển các cái công việc khác thì các thầy cô sẽ chuyển về cái mũi tên này. Rồi tôi cần xóa những điểm này thì các thầy cô không thể xóa được ngay khi đang dùng công cụ về thì mình sẽ không thể xóa được. Đấy. Thì công cụ tiếp theo chính là cái chữ này. Đấy. Có ví dụ chữ A này, ví dụ các thầy cô cần về làm một chữ nào đó mà chúng ta có thể đánh máy được thì các thầy ấn vào đây, rồi chúng ta nhảy đúc vô vị trí mà cần về chủ tịch, chẳng hạn như là tam giác, ABC là 0,7 là tam giác cân nhé. Đấy. Và tức là nếu như các thầy cô muốn đánh máy ở một cái vị trí nào đó nó như tách bóng của đồng hồ đấy, tách bóng của đồng hồ đấy, nó rất là tiền. Đấy. Xong cô gọi chủ tịch. Và cái công cụ có thể nói là bổ sung ở Sketchfab 5.0 trở về 6 chính là cái chỗ Maker Tool này, chính là cái bút này, bút viết này các thầy cô này. Đấy, tôi giới thiệu ban đầu á, ngoài cái chức năng là các thầy cô có thể viết tự do được, này, có thể dạy online, bảng việc rất là tiện, lời giải thì nó còn có một cái công cụ rất là hay, vài tính năng rất là hay. Đấy, tôi cần ký hiệu trên tam giác nhé, thử nhìn tam giác này, mà cần ký hiệu góc chẳng hạn thì các thứ ấn vào cái đỉnh này, đỉnh tam giác nhé, thì cô chỉ cần nhảy đây kéo ra một cái đấy, nó hiện ra cái góc này, các thầy cô thấy không, là góc này chẳng hạn. Đấy. Hoặc là cành nhé, thầy cô cần nhiều cành này. À đây nhé. Nhảy lúc vào, đấy. Nhảy một nhảy thì nó ra một gạch, hai nhảy nó ra hai gạch, ba nhảy nó ra ba gạch. Đấy. Vậy là nó rất là kinh nghiệm, hoặc là nhiều tam giác ABC các thầy cô như trước đây cần phải tích bóc thì bây giờ có một tự do là thầy cô có thể là tam giác ABC A này, điền luôn. B này, đúng không? C. E, F, là cái công cụ có thể nói là cái bổ sung công cụ mới này thì các thầy cô có thể xem Sketchfab tiếp cái phần mềm bằng viết rất là tiện, rất là hay, chạy khá là nhẹ. Đấy, thì trong cái video đầu tiên thì tôi giới thiệu các thầy cô những cái tính năng cơ bản đó vậy đã, còn trong video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn năng nâng cao hơn phần mềm Sketchfab. Xin cảm ơn các thầy cô. Chào, hẹn lại ở video tiếp theo. Nếu video hữu ích thì nhờ thầy cô ấn like và chia sẻ. Xin cảm ơn.